cô chú anh chị và các bạn đã có mặt kênh của em. Thì hiện tại có mặt ở đường Võ Thị Sáu buổi tối. Hiện thời tối em đi ngang đây thì làm clip chia sẻ với cô chú anh chị tiếp tục đây. Ở đây có một căn nhà giống như là trả lại trả mặt bằng giờ để chống thuê mà chưa có ai thuê thì được hay sao? Thấy còn chống trơn chưa có gì bên trong. Chào các chú anh chị và các bạn cùng theo chân em xem con đường này có gì. Cũng lâu quá không có đi con đường này, không biết là cái mặt bằng ở đây đã cho thuê được hết chưa. Và mình thấy là đóng cửa hay nữa, đang thấy cũng còn sớm đóng cửa chưa. Bên trái em là cái công viên, tại thì hai bên là em thấy là đóng cửa nghỉ khá là nhiều. Trái em cũng có một căn đây với bạn cho thuê bán mẹ bán con gì đó. Trước thì em nhớ là vừa qua cái đèn xe đèn đỏ này, ở phía bên trái là có một căn giá bản cho thuê đầy luôn. Không biết thì bữa nay nó đã cho thuê được chưa. Tình hình kinh tế hiện tại thì cũng hơi khó khăn, nên là cái việc trả mặt bằng lại cũng bình thường, thấy rất là nhiều chỗ rồi. Về công ty mà chịu không nổi là phá sản, tuyên bố phá sản. Bên trái em có một căn dán đầy để cho thuê, có nhiều công ty ta cắt giảm nhân sự rất là nhiều luôn, giống như công ty của ông anh em làm ta cho nghỉ việc gần hết luôn, còn có mấy người mỗi một khâu vậy, mỗi một phòng ban vậy thì chỉ còn mấy người thôi, còn lại ta cho nghỉ mấy người, giống như là kỹ năng người ta không đủ, không nhiều nên người ta cho nghỉ cho thôi việc. Còn những người mà đủ trình độ thì người ta giữ lại.
thì vẫn thê thảm như ngày nào, bàn thì vẫn còn đó, có khi nhiều căn mình có thuê còn nhiều hơn. Đây đây có một căn dán đầy nè, đầy mặt tường, tối vui. Đâu đó hồi nãy giờ cũng gần 10 căn rồi đó. Và đi thẳng luôn, hướng qua bên đây là bên phải, quẹo phải bên đây là hồ hướng nhà thờ Đức Bà với hồ Môn Đùa rồi. Đi thẳng tới xíu thì có đường đường sách vừa qua ngã tư giao Hai Bà Trưng với đường Lê Dũng. Đây là đường sách sách Hồ Chí Minh, sách đây sách là đường Nguyễn Văn Bình. Buổi tối có vui tắt đèn. Ngày này cũng mấy ngày này là gần cuối tuần rồi cho nên là mọi người đi chơi cũng đông, giờ này cũng đông. Ngày này là qua hướng trước cổng nhà thờ Đức Bà chắc là gần kính. Xíu nữa bên trái có một căn, căn đó là căn Parliament thì phải của chủ Hùng Quân, biết là bữa nay nó ra rồi. Cái quán nhậu đi ngang thấy lúc nào cũng đông nha, vừa giờ đi ngang mà thấy cái quán này ế cũng mừng cho họ. Bên phải của em là nhà thành phố, nhà tới đây xanh đỏ thì quẹo vào là ngay nó. Tại là tháo dỡ hết rồi, tháo dỡ mấy bạn cho thuê hết rồi. Còn bạn cho thuê nữa này. Giờ có dính thêm một căn kế bên rồi nữa. Video của em cũng xin phép dừng ở đây. Cảm ơn cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.